Hai, chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Về Miền Tây Vlog nha. Hôm gầy mưa bão quá mọi người ơi, không có anh em không có tập trung để quay được. Đây là mấy anh em được mớ bu nha mọi người. Này giờ này mình đã cũng lục sơ qua rồi nha mọi người, đừng mình lấy cái mài đi ra. Đừng mình chuẩn bị mình chặt đít, mình sẽ hấp với tiêu xanh nha mọi người. Này mình chủ yếu mình lột cái này ra nè mọi người, chứ hồi mình chuẩn bị mình chặt cái đít. Đừng mình hấp cho nó dễ thấm. Mời cả nhà cùng xem nha. Để được mớ tiêu xanh. Ốc mình sẽ chặt cái đít nó gì đó. Chặt bỏ cái bìa. Còn nóng hổi. Hồi mình để nó cũng dễ ra nữa. Rồi mọi người ăn kỹ kỹ xíu nha. Tại vì cái này mình đâu có cần rửa lại đâu. Hơi bị dí dìa nha mọi người. Giờ mình sẽ pha nước sốt nha mọi người. Đây là gồm có tiêu và sả băm nha mọi người. Cái này mình nêm theo cảm nhận nha mọi người. Dầu hào. Tiền ớt. Và bột thêm nha mọi người. Nãy mình cũng chơi hơi nhiều nước mắm. Chắc mặn rồi. Dầu ăn mọi người. Và một xíu bột ngọt. Xíu gì ra? Đường. Xíu đường nữa cho nó ngọt nha, nãy giờ mình chơi cũng hơi mặn rồi đó. Này không có niêm theo ai vậy nha mọi người. Theo cảm nhận. Thấy đều chắc xíu dầu hào nó đi ha, nó đậm đà xíu dầu hào nữa. Này là lạm dụng dầu hào. Ốc bữa nay mập á ha. Ốc này mà ăn một cái lễ nha. Cách nhóm lửa khi trời mưa nhanh nhất. Nè. Thấy đại ca dưới này què đang đu đưa không? Giống. Đây nè mọi người thấy không? Bay vậy. Mình bỏ vô mình hấp cho nó nóng lên nha mọi người. Nước sốt mình đang quậy pha. Có gió nó cháy. Bây giờ nó mới chịu cháy.
Giờ mình đổ vô luôn. Giờ mình sẽ chế lên nha mọi người. Khói gì ta, cháy rồi mà còn khói nữa. Này chắc không ngon đâu. Vét hết luôn. Ngon không? Mình sẽ đậy nắp lại nha mọi người. Chịu cháy vậy đó. Mình giả ra nha mọi người. Nhật nát. Tìm màu nó không bắt mắt nhưng hương vị bên trong này rất là đậm đà. Thấm rồi đó. Giờ mình sẽ chặt lá chuối, mình sẽ sắp ra ăn mọi người. Chắc ăn trong nồi luôn á. Thơm lắm mọi người ơi. Nước này ngon lắm nha mọi người. Ăn luôn nước. Chẳng rồi đó. Thêm nước chấm siêu ngon nha mọi người. Siết làm đó. Mấy chú đừng có dành công ở đây nha. Review thử con nha mọi người. Tại vì còn nóng quá. Được rồi. Mới nhắc xuống. Nước ngọt chút. Rớt lại ha. Quá nhiều nước chấm nha mọi người. Đây. Mời quý ông bà cô chú anh chị ăn ốc nha. Quá ngon. Thấm ngon mọi người. Đổ nước hết trơn à. Tại vì cái nước ngon. Chào mọi người nha. Nay món ăn cũng hoàn thành nha mọi người. Nay ăn đơn giản vậy thôi nha mọi người. Đạm bạc vậy thôi. Mời quý ông bà cô chú anh chị cùng ăn nha. Ngủ vậy. Nhấp vô. Ngồi nha. Ngồi vô. Từ từ. Muốn hấp nước, múc nước dưới kìa. Nhiều mà. Mấy con ở trên này nó không có nước. Dưới á. Dưới có nước. Con ốc là già, xương nó cũng ra. Nó già nè. Mấy con vàng ở nhà. Già nó ngon. Rồi luôn, rớt luôn. Rớt luôn cái nhà. Ô. Nhất nhất. Mời mọi người nha. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Ngon. Ủa, con này có nước nè. Sao mạnh mạnh vô cho nó rụng ốc á. Ốc này cũng già mọi người. Quá ngon. Quá khê luôn. Đảo cả nhà. Món này nhấm nháp là bị im nha mọi người. Mọi người vô miếng nước nha. Vô miếng nước. Hấp nước dưới, hấp cái cầm dưới.
cây ngon lắm nha mọi người. Có ốc, ốc lát nữa. Wow. Nhỏ có vỏ rồi mọi người. Quá ngon. Đây này nó cũng mau ngủ hết à. Còn này có trứng nè, có trứng luôn. Quá ngon. Ốc này già rồi, nó đâm nó hơi dai mọi người. Gà hả lục đứt luôn rồi. Mình có chặt đít vừa mọi người, còn con để nó có không ra nữa mọi người nha. Quá phê. Nước nó đậm đà cái nhà. Ngon hết nguyên con. Đây mà mọi người nha. Còn nó đã. Một bước vô ốc á. Mình đi ốc rồi. Mời mọi người vô miếng nước nha. Nãy có xíu nước dừa nữa, ngọt nước. Trời lạnh lạnh nha, ốc này có tiêu rồi nè. Nóng cái miệng á. Mời mọi người nha. Nóng rồi mọi người, chưa đâu. Ăn nóng rồi không á. Nước nhiều quá, nóng quá mọi người ơi. Nóng luôn tiếp. Cái con mà cuối cùng quá rồi. Con già nhất, bự nhất luôn. Ừ luôn. Nó không gà. Dài. Không phải cũng lâu à. Để những ngày lên luôn. Nè có rồi. À, mời mọi người nha. Con cuối cùng nha mọi người. Đi nước vô. Quá ngon. Ngon xúc sắc luôn mọi người. Miếng nước một cái. Sảy à, hết rồi. Quá ngon mọi người ơi. Mấy anh em ở đây đã chén sạch nồi nha mọi người. Còn nước thôi. Mọi người thấy video này hay thì nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và ủng hộ nhóm anh em tụi mình nha mọi người. Hẹn mọi người lại video tiếp theo nha. Bye bye.